Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc. Chúng tôi vui mừng khi được các địa phương đối tác Hàn Quốc ngày càng quan tâm và cử đoàn tham dự lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024. Điều này chứng tỏ các hoạt động kết nối hợp tác, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân đang rất được quan tâm. Chương trình của lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc năm nay vì thế cũng được đầu tư với rất nhiều hoạt động đồng hành mới mẻ và phong phú. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Kang Bo-sung cũng nhấn mạnh lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2024 sẽ là cơ hội quý giá để người dân Hàn Quốc và Việt Nam hiểu biết sâu sắc và gia tăng tình cảm hơn về nhau thông qua sự giao lưu tích cực về con người, văn hóa và kinh tế. Tại buổi lễ, đã trao thư cảm ơn cho các địa phương Hàn Quốc, các tổ chức cá nhân, nhà tài trợ Việt Nam và Hàn Quốc đóng góp cho lễ hội và thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội với mong muốn tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, thành công, suôn sẻ, thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc. Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2024, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, Hội nghị triển vọng hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc đã diễn ra, gợi mở ra nhiều tiềm năng hợp tác công nghệ thông tin, công nghệ số giữa hai bên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật, như cuộc thi làm món ăn Việt Nam-Hàn Quốc, cuộc thi tài năng nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, chương trình sân khấu nghệ thuật truyền thống và hiện đại đến từ các đoàn nghệ thuật hai nước và 60 gian hàng giới thiệu thông tin văn hóa ẩm thực giáo dục. Trung tâm chị đến thời điểm này là cũng đã hình với lễ hội là được 3 năm rồi. Thì mong muốn của chị thì cũng là muốn gắn kết với lại Hàn Quốc về mọi mặt cũng như văn hóa cũng như là về du học. Thì chị cũng hy vọng thì qua cái lễ hội này thì cũng giúp cho người dân Đà Nẵng mình và cũng như là các khách du lịch ở Hàn Quốc thì hiểu biết sâu sắc hơn. Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc như thế này sẽ giúp cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt hơn. Tôi nhận thấy nhiều người Việt còn khá lạ lẫm với một số thứ ở Hàn Quốc. Vì vậy, đơn vị tham gia lễ hội như chúng tôi mong muốn sẽ quảng bá được nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cũng đến tham quan trải nghiệm tại các gian hàng tại lễ hội.